Dương xin chào tất cả các bạn đến với web của Dương nghe cả nhà ơi. Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay Dương sẽ đi vô trong cái khu rừng này nè các bạn. Mình sẽ bảy em bẹp về mình nấu cháo nha. Tại hôm nay mình là chủ nhật mình nghỉ, mình rảnh mình sẽ đi vô đây bảy em bẹp về quay clip nấu cháo mình bẹp cho cả nhà xem nha cả nhà ơi. Rồi cả nhà theo chân mình với lại lộm đi vô trong đây nha. Thì bên đây nè thấy con này ngon à lộm ơi. Của ông thì tại vì mình vô nhà ông đây ông bánh cháo cũng có thể thấy cái khu này cũng ngon đó, ngon lành đó. Nãy em nghe tiếng mình được chiêu luôn á, vô nghe nghe chiêu quá em nghe mình được chiêu quá. Giờ mình lên đây mình banh lại ngay góc này đây luôn nè, cần đi đâu xa đâu. Mình làm đây luôn đi. Trên tay mình là đang cầm cái bẫy nha cả nhà. Với lại cái bẫy với con bị biệt mồi nha. Mình đem theo hai cái thôi. Tại vì mình không có nhiều chứ không phải là đem theo hai cái. Không có nghĩa mình bắt mình vừa đủ ăn ngon chứ đâu bắt nhiều bán đâu, mình đem hai cái là vừa. Chưa có cầm cái này mình chạy quên nữa. Chứ nó mình đi rồi mình để đây hồi nó vô rồi nó ra bình thường à. Không ra lại. Đó, nó phải vậy. Cái này nó có hai cái chân nữa mà anh làm gãy rồi. Tán sao tán vô đầu nhỏ chứ queo. Cái kia nó còn cái cò, còn cái này nó mất cái cò luôn rồi. Nó nhảy quá đó. Rồi vậy thấy không? Thì ok. Mình chỉ đang để vậy thôi. Xong cái này là tiếp tục mình sẽ dùng một cái loa nha cả nhà. Để đây. Nếu mà ai lại lấy cái này thì lấy luôn cái cục sạc với cái loa luôn. Im luôn á. Đó, thì đi. Im luôn á. Để có xài luôn chứ để thôi ra. Đầy đủ hết. Ok. Cái lo này không cần chén được. Rồi, một cái. Ok nha, giờ mình tiếp tục cái thứ hai. Rồi, cái thứ hai nha. Đi thôi cả nhà. Được anh Dương ơi, nó nổi đâu được biết sao được rồi. Rồi ok vậy là được rồi, Dương. Mà nó vậy là được đó, đứng yên nha. Nào nhảy vô đá nào đi đâu đi, khác bên rồi, đâu khác bên còn đâu đâu cũng có nó té xuống không. Quán hòn té xuống. Cái này là do bữa là nó bị mắc mưa đó, mấy cái lo này nè. Hư bình hơn. Đang bẫy đó, gọi đầu đi về. Xong cái đầu để cái lại ngoài này cái đầu xong mưa xuống là chạy ra đột dịch đó. Game over luôn.
Music play motor. Bây giờ mình sẽ ra ngoài ngồi chờ đợi nha cả nhà. Rồi chút xíu nữa mình đi thăm mình sẽ dẫn cả nhà xem nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình đi thăm bãi biển mình nha cả nhà. Nãy giờ mình lặn lội đường xá xa xôi đi hái rau đắng. Giờ mình sẽ đi vô đây mình thăm cái bãi rồi. Rồi, hết pin hết vậy, nghỉ nghe kêu rồi. Rồi con này nó mệt quá, nó rồi. Nó mệt rồi, nó nghỉ kêu rồi. Chắc như là nó đuối hay vậy. Chưa biết nó đuối còn dừng lại đó. Là nãy mình mở lên mình cắm một cục mà. Có cắm mà. Cắm cho mình không có mở pin lên á. Không mở pin lên vậy nè nó mới được nè. Rồi, thôi giờ mình bên cái bãi này mình thấy nãy giờ không ổn rồi, giờ mình chỉ mình xin nhổ lên luôn nha cả nhà, mình về cái đi kiếm cái bãi khác nha, mình chạy qua kia kiếm cái bãi khác mình. Hai ba rồi cho mình để nó đi mà thôi quay ra nó mà để luôn đi con cái cho mày nữa. Có dính này là không thôi. Ừ. Rồi, rồi. Ê, anh đi vô. Vô rồi. Anh em ơi. Anh em ơi. Wow. Rồi. Ôi, chiếu nó vô rồi. Chiếu rồi nè, thấy không? Ừ. Em thấy nó nhảy mà, anh cãi em. Đó, có mồi anh em ơi. Ôi, mặt sao mà không ở đây. Ông mình đậu, ông đổi lên nè. Hèn chi. Em thấy nó nhảy. Mang gì? Có mồi anh em ơi, đã nó rồi, có tinh thần anh em ơi. Rồi, mình rồi. Có mồi tiếp tục cái này tại nó không kêu thôi, phải nó kêu đúng rồi đó. Nó không kêu mà cái nãy em nghe nó không kêu nghe anh nói rồi. Các bạn bim biệt mình có mồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển cái bẫy này lên luôn nè, gác đến xong luôn, một đống gác luôn. Vậy là mình có thịt hả anh Dương? Có thịt để nấu cháo rồi đó. À. Từ đi cuốn cái bẫy, cắt cái bẫy lại luôn. Nghe nó kêu không? Nghe nó kêu kia không? Giờ mình sẽ đi chút xíu mình vô đi kiếm cái bãi khác. Chút xíu vô. Nghe nó kêu bãi nào đó? Có. Thôi mình qua bên kia đi anh Dương ơi. Hả? Qua bên kia đi. Thì đi qua kia. Ừ. Giờ này đi kiếm bãi. Đi kiếm bãi khác nè. Vậy là được một em nha cả nhà. À, được một em. Được có thịt rồi. Có thịt rồi, cháo cháo đó, có thịt nóng cháo rồi. Vậy này rau đắng mình thấy không tiếc không anh Dương? Đúng. Bởi em kia anh thấy rau đắng rồi. Đây các bạn, nỗi buồn của mình đó các bạn, coi việc nãy mình vừa dính này các bạn. Nó bay đi rồi, mình chỉ còn nắm được cái sợi cái đuôi của nó thôi nha, không có quay được cái khúc nắm nữa nha các bạn. Đang chạy xe đi kiếm chỗ rồi đó. Giờ chỉ còn được cái nắm lông đuôi thôi, hồi nấu cháo bằng cái nắm lông luôn nha. Rồi bây giờ mình đi kiếm chỗ, mình qua bên đó mình kiếm cái chỗ để mình bẫy tiếp nha cả nhà. Rồi giờ đi qua. Lâu rồi, lâu rồi anh không đi bằng tay, để anh thử đi bằng hai cái tay coi. Đây, giật cầm nắm lông coi. Rồi. Ở đây bằng hai cái tay. Đi cái nữa. Nghe không các bạn? Hay. Mình coi cái này cái bà này có hang cua gì không quay. Ơi cái hang này có hang cua gì mà đi lắng ngon luôn vậy quay nè. Có bé này không? Cái này thêm dữa. Ừ. Mấy cái gò này coi chừng có sóc với chuột rồi đó nha. Mà con bò vô ra kìa. Đâu, ông nội ơi. Đâu. Ê đừng quăng thế. Ê nó bò ra kìa. Ê ông nội ơi. Ông anh ơi. Hả?
Ông hả? Ông vừa đây, ông vừa vẽ anh ơi. Ủa không? Không, ông này cũng to. Không, ông này cũng to anh ơi. Hả? To không? To, to. Ôi ông nội ơi. Ôi bay ra nhóc chân nội ơi. Dương ơi. Bay ra nhóc chân kìa. Kệ bay ra vô kìa. 4 5 tầng. Bây giờ bay vô nè, bay vô nè. Bây giờ mình vô tình mình gặp bị con bị bẹp mình bay rồi. Con bị mình bay rồi mình bắt cái ông này mình nấu cháo luôn. Bắt được không mày? Bắt luôn. Dưới đất khó bắt lắm á. Đừng ta giác nguyên bó ghê à. Nghĩa là anh Dương giác này về đốt đốt tại nhà ông luôn. Lại nhà ông đốt luôn. Vô kèo anh em ơi, vô kèo anh. Bây giờ mình sẽ chơi cái chiêu này nè. Mình bỏ ông vòng hết Dương ơi. Trời ơi, sao nó bay ra nhiều vậy? Ừ. Tại mình giác lại á. Có người á, có người. Bay ra vô nhóc chân ông này. Vòng 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 trước đi. Vòng 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 trước hết. Ừ. Ông quýnh cháo đâu sợ. Ông quýnh cháo rồi sợ nè. Cháo leo nhà ông mày, ông quýnh cháo. Được rồi, được. Ê, đợi lắm ơi, đi xa ra lỗ. Ê, vô nhậm đi. Vô cái mỏ nè. Nó ở dưới, nó chỗ qua đây nè, nó bay ra đường này nè. Tại mình đốt ung lên nó ngang rồi. Ê, cái này mà không biết rồi, đi đạp lên cái chết luôn á. Đúng rồi, mình đây chắc mấy này rồi. Bây giờ nó nghe nè. Bây giờ nó nghe nè, mình chắc giọng nó đi đốt mình gọi luôn rồi đâu sao. Hả? Không, trên chụp xuống là được à. Bây giờ nè. Đừng lỏng, nó bay đút giờ lắm. Đốt rồi mình đốt luôn à. Đốt nguyên bó rồi đốt luôn nè. Rồi đốt rồi, đốt anh đốt cho. Anh chị chơi nè. Không được. Thì sao? Anh Dương nha. Cái miệng nó bay ra nó quýnh mày giờ nè. Mày đốt đi, đốt cho anh. Tụi quẹt đâu. Đúng nè. Mày đốt đi, anh chơi cho coi. Kéo vũ trang vô không? Không cần đâu. Đạt đứng rồi gần lại cái gì nó vô cho ta. Nó bay kìa mấy cha ơi. Anh cầm bó đốt này anh quay là không còn con này. Đốt cái này vô nó quýnh cái chào đòm luôn á. Thôi mấy ông ơi, tôi thấy trên miền Bắc chảnh mấy tay kia người ta lại cái miệng á, ta bịt cái miệng cái lại là ta hút luôn nguyên ngõ à. Cháy kìa ông ơi, ông cháy gì ai đâu cháy chừng này gì chừng nào mới đốt được ông này lắm. Thời gian còn lâu không? Trời nó tức cái trời, đốt nó cháy phần lên mới được. Cháy nè, sẽ đốt sao nữa, đốt gì khói không được, đốt cái lửa mới được. Thôi từ từ, nó đang cháy á. Tức cái trời, nó đang cháy. Mà hút mấy ông cỏ là mày đốt mày bồi vô cây. Trời. Cháy phần phần mới được, hốt lá cỏ vô. Cháy quá mà ngang sao bị âm quýnh vô mỏ. Thầy ơi, chồng muốn chết thì vậy mà. Anh nấu vậy thôi chứ cái mỏ tao để ngày mai tao đi làm nữa. Đốt rồi. Em đốt đi, đốt vô lá cỏ này. Rồi đốt vô cỏ này rồi, ừ. Mày chấm vô. Đây là cái miệng ông nè cả nhà. Cái miệng ông cho cháu này nè nha. Đừng chưa? À, chút xíu nó bay vô. Đấy con chuyện luôn. Rồi, tao gọt chết trước kìa. Nó chui ra còn nữa không? Nó bay ăn còn đó. Miệng ông nè. Rồi camen ơi, cháy này camen ơi, né ra em ơi. Thấy chưa? Mà trời rồi, cái ổ ông có chút xíu. Ổ ông có chút xíu mà mấy cha đốt ghê thiệt chứ. Thấy dữ chưa? Rồi, bữa lần ổn vô là lụm à. Rồi, bỏ vô lụm. Kìa. Quýnh đủ xíu này, nó không cháy mạnh đâu. Nó quýnh lụm ta luôn đó. Cháy rồi, bỏ vô đi. Rồi. Cháy đâu vậy? Chạy đi anh em ơi, chạy đi anh em ơi. Chưa. Không. Có đâu chạy. Không phải chạy. Nó bay lên nè. Đó. Vô lửa nó nhập, ông lửa nó nhập vô. Trời ơi, nó không nhiều lá lắm rồi đó. Nó. Ôi kìa, cách cả 2 mét. Không có bóng rồi được. Kìa bà anh đâu anh nhóc lên Dương ơi. Nhóc luôn kìa. Bay lượn ngoài luôn thấy không? Nó bay về nó bay vô. Nó chui vô cái lỗ đó không ta? Chừng đúng, cháy ngoài không á. Nóng nó chết à, nóng nó chết à, nó ngập chết anh à. Ê vậy hồi chín luôn mấy con kia sao trời? Ồ nó bay qua quá trời luôn kìa mấy cha ơi. Dương vô bự coi coi nó còn nhiều không vậy? Ờ vô nó bự, đút cái mặt vô bự. Kìa nó quay.
Ừ. Nhóc luôn. Đâu, ba bụi. Có con nào nữa đâu ba. Kìa. Con mấy con này nó đó. Đó. Lần lại em đâu hay meo giờ. Có con nào nó bay lên được nữa đâu. Kìa đó, bay lên đó đó đó. Kìa kìa. Con nó lại nó bay ngoài chắc. Nhìn lên nghe qua nhìn cái địch trước mặt không sợ chạy lên nghe các bạn. Ôi. À đốt bao bọng chút béo rồi mấy cha đốt ghê thiệt, đống lửa ghê thiệt chứ. Nướng heo được luôn. Biết nó chết không trời. Nó mà không chết hồi là 4 5 thằng ở đây là khỏi đi luôn đó. Hồi sao? Hồi sao sao tớ nước đầu dập trời. Không muốn. Đập cho nó té đống lửa luôn trời. Đập tụ xíu bay vô luôn quất như cái mỏ một cái rồi. Sao cầm quạt ba tiêu vô vô. Có vàng vô quạt cho quýnh định ngay mắt đỡ ngay mỏ. Cây ghê lắm. Giờ là ngày khẩu trang cả ngày rồi sợ gì cái mỏ con mắt thôi chứ. Bay méo dưới kìa. Đâu bay được rồi. Hai các bạn, mình chưa bị nghe các bạn. Mỏ con Nguyên. Hên hên. Mình có trang chứ không phải là cái bóng đúng. Bữa giờ đi xe tới đây luôn hả? Bữa xe đâu đây nè, đâu đây chắc bên luôn không thấy quen. Ừ. Vô. Dậm ba con đó. Dậm ba con này ăn nhắm gì? Em kêu đi, anh kêu đi, anh có gì anh. Trời ơi, dầm quỷ này lửa. Ôi ôi, gần gò rụng, rụng nổ rồi. Vô lửa rồi đụng. Quèo quá rồi. Nước lửa. Dở ra cái ổ các bạn cái chén ha, tao cười xỉu luôn ha. Đợi không. Đưa Dương kìa, Dương biết lỗ kìa. Ở nó bay lại đâu gặp lửa nó dọc chưa rồi. Đã. Đưa Dương kìa. Ở trời á. Tất cả mình bây giờ nè. Sao nó không nổ ta? Nổ. Rồi xe cái đó. Để người ta cho tắt bớt đi. Ê, đừng bự quá. Tắt lửa quá. Cỏ là có